Ổn ổn, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Còn một xíu nữa coi là lên được mặt trời rồi. Trời ơi, tụi nó làm gì vậy các bạn ơi? Nãy giờ mình để ý, nãy giờ là tụi nó một thằng đang cầm cái cầu thang cho thằng kia. Nó đang bắt một cái cầu thang lên mặt trời. Trời đất ơi, tụi này nó cùng rồi. Ok, thì xin chào mừng các bạn đã đến với kênh Tuka TV. Và trước khi vào video, các bạn đừng quên cho tôi một like, một subscribe, cũng như là cho mọi người trong xin tốt tim nha. Và hôm nay tôi đang thấy thằng Jack với thằng Huy nó đang làm trò gì vậy trời? Nó đang cầm cái cầu thang. Ơi, tụi bay đang làm cái gì vậy? Xuống đây coi. À thế thằng Huy tự nhiên nó muốn bắt thang lên mặt trời. Trời ơi, bắt thang lên mặt trời hả các bạn? Ôi các bạn nhìn kìa, ồ mặt trời đó ở trên đỉnh và tụi này đang cố gắng bắt thang lên gặp ông trời. Trời ơi, tụi mày bị điên rồi. Ồ nhưng mà tại sao thằng Huy phải làm vậy vậy Jack ơi? Hồi hôm qua nó đi chơi với đứa gái rồi nó đưa tiền hết trơn, giờ nó lên hỏi ông trời để mà đòi lại cái trời tiền. Trời ơi, vậy là nó không biết câu là bắt thang lên hỏi ông trời lấy tiền cho gái có đòi được không. Ông trời đáp lại rằng không, tao làm không được, huống chi là mày. Các bạn có biết câu đó không? Biết thì comment ở dưới cho tôi nghe. Ồ, gì vậy Jack? Ôi Jack, anh cười câu đó của tôi hả? Nhưng mà Jack hình như Jack quên cái gì đúng không? À, ra cầu thang rồi. Trời ơi, Jack ơi, là Jack đang cầm cầu thang cho nó mà. Trời đất ơi, không sao, không sao. Nhưng mà bây giờ thằng Huy nó ngu quá, nó cho tiền gái rồi, bây giờ nó đi đòi lại thôi. Bây giờ nó muốn lên ông trời đúng không? Nhưng mà ông trời lên bằng bậc thang này thì chậm lắm. Hay là chúng ta phải xây thang máy đi lên cho nó nhanh. Thang máy hả? Đúng rồi. Trời ơi, bây giờ đi kiếm thằng Huy đòi. Huy mày hồi sinh coi, Huy mày rớt, mày chết queo rồi vậy. Thằng Huy kia, trời ơi. Đó đây mày, ông giữ cầu thang mày. Trời ơi, thôi được rồi, nhưng mà tại sao bây giờ mày muốn lên mặt trời đúng không? Mà mày bây giờ mày tao muốn lên. Mày mày bắt cầu thang này chậm lắm. Bởi vậy để tao chỉ mày cho. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xây thang máy siêu cao luôn nha anh em ơi. Được rồi, các bạn hãy chấm điểm cho tôi, huy nấp cho giá cũng như là người chiến thắng hôm nay là do các bạn quyết định. Ok, được rồi, chúng ta bắt đầu xây thang máy bắt lên mặt trời thôi nào. Được rồi các bạn ơi, và bắt đầu thôi nào. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xây thang máy siêu cao. Thật chưa gì thằng Huy nó xây rồi. Thằng Huy nó sẽ là thằng xây bằng đất nha mọi người. Còn Jack sẽ là người xây cái thang máy bằng sắt, còn tôi sẽ là người xây thang máy bằng kim cương luôn. Và các bạn hãy chấm điểm cho tụi tôi để tìm ra người chiến thắng nha. Được rồi, bây giờ tôi sẽ bắt tay vô xây cái thang máy thôi nào. Trời ơi, các bạn chưa biết đâu, thang máy hả, tụi tôi xây rất là đỉnh luôn. Thì chúng ta sẽ làm rất là nhiều tầng, thì mỗi tầng đó chúng ta sẽ cho rất là nhiều thử thách. Để mà muốn đến được tầng cuối cùng, tầng cao nhất của cái thang máy đó, thì chúng ta phải vượt qua hết được những thử thách đó nha anh em. Trước tiên thì chúng ta cần phải xây một cái thang máy thiệt là cao đã, sau đó chúng ta sẽ xây cái đường vô rồi tới những cái nút bấm thang máy. Xong rồi các bạn ơi, mình đã vừa xây xong một cái thang máy xíu nữa, mình sẽ làm cho nó cao hơn nữa, cao lên tới mặt trời luôn. Nhưng mà quan trọng mình muốn show cho các bạn thấy, đây chính là cánh cửa đi vô thang máy đó. Mình cũng làm cánh cửa thang máy bằng kim cương luôn mọi người ơi. Chúng ta có hai cái nút ở đây, bây giờ chúng ta muốn đi lên đúng không, chúng ta chỉ cần vô đây chúng ta bấm nút búp một cái đó, cánh cửa nó sẽ mở ra hai bên, sau đó chúng ta đi vô thì cánh cửa nó sẽ tự động đóng lại đó. Nó sẽ đóng lại như thế này đây, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi lên tầng đầu tiên và xây thử thách đầu tiên thôi nào mọi người ơi. Trời ơi, thử thách đầu tiên sẽ là một thử thách vô cùng thú vị và các bạn chuẩn bị đón xem nha. Được rồi, chúng ta sắp lên rồi. À, tới rồi nè, cánh cửa này nó sẽ mở ra và chào mừng chúng ta đến với tầng đầu tiên của thang máy siêu cao anh em ơi. Và tầng này chúng ta sẽ làm thử thách rất là khó, và nếu mà muốn được qua tầng tiếp theo thì người đó phải vượt qua được thử thách trong cái tầng số 1 này đã. Đã, ok. Và bây giờ mình sẽ làm thử thách kim cương siêu vip. Thì xin giới thiệu với các bạn, đây chính là thử thách đầu tiên của tôi ngày hôm nay. Thì các bạn có thể thấy bên kia có một cái rương, thì nhiệm vụ của chúng ta là phải ở bờ bên này làm sao để mà đi qua được cái bờ bên kia. Thì xíu nữa tôi sẽ cho các bạn biết cách như thế nào. Và nếu mà trên cái đường chúng ta qua bên này mà rớt xuống đây thì sẽ có những con quái vật kim cương tấn công cho tới chết luôn. Đó sẽ là những con zombie kim cương ở dưới này. Khi mà có ai rớt xuống dưới đây sẽ bị những con zombie kim cương này cắn cho chết queo luôn. Cho thiệt là nhiều, cho thiệt là nhiều kim cương các bạn ơi. Xong rồi nè, bây giờ tới phần quan trọng, đó chính là cách để mà đi qua được cái rương bên kia. Và đây các bạn nhìn đây, sẽ có những cái cục kim cương nó sẽ bay tới hướng của chúng ta. Thì nhiệm vụ của chúng ta là phải đi trên những cục kim cương đó, hay là gọi là bắt cua trên những cục kim cương đang bay này. Trời ơi, các bạn nhìn là đã thấy khó đúng không? Bây giờ tôi sẽ thử cho anh em. Đó, phải đứng trên cục. Ui, ui trời ơi, không có rồi. Nếu mà chúng ta rớt xuống đây mà chúng ta đang ở chế độ sinh tồn thì chúng ta sẽ bị những con zombie này cắn cho tới chết luôn. Trời ơi, các bạn thấy khó chưa? Được rồi, bây giờ tôi sẽ thử lại nha anh em. Bây giờ chúng ta phải bắt cua trên những cái cục kim cương đang chạy như thế này đây. Đó, được rồi, bây giờ chúng ta chạy qua. Nhảy qua. Ơi, nhảy qua. Ôi trời ơi, khó quá vậy. Trời ơi, các bạn thấy khó chưa? Từ từ tôi thử lại nha. Hãy cha. Ai cha ơi, trời lại rớt rồi. Trời ơi, không phải dễ đâu nha anh em. Nhìn vậy thôi chứ mà nó khó thiệt sự luôn á. Chúng ta phải bắt cua trên những cái cục này, nó cứ chạy. Ui. Trời ơi, rớt nữa rồi.
đó thì xíu nữa tụi nó sẽ phải bắt cua qua bên này. Nhưng mà qua bên này thì chưa xong đâu nha, chúng ta sẽ lấy được cái gì? Thì trong này sẽ có một cái nút, nút này sẽ giúp chúng ta qua được tầng tiếp theo khi mà chúng ta đặt vô cái thang máy đó. Nhưng mà điều quan trọng là làm sao để đi về bên đó nè anh em ơi. Bây giờ sẽ là bắt cua ngược lại và chúng ta sẽ phải đi theo hướng những cái block này. Được rồi, bây giờ tôi sẽ cho các bạn coi thử nha. Nhảy quá, trời rớt rồi, trời khó quá anh em ơi, khó quá. Ui rồi, đó, ví dụ tôi phải bắt được cái block này, tôi phải chạy theo nó, chạy theo nó xong để mà qua được bên này đó, thì chúng ta sẽ phải bắt cua hai lượt, một lượt là đi qua bên kia. Để tôi thử lại một lần nữa rồi. Ai cha, ôi trời ơi, khó quá, thôi không làm nữa đâu. Được rồi, thì sau khi tìm được cái nút, chúng ta chỉ việc đặt cái nút vô đây và bấm cái nút này một cái thì cửa thang máy nó sẽ đóng lại đó, và chúng ta sẽ lên tầng tiếp theo thôi nào. Và chúng ta sẽ đến với tầng thứ hai và sẽ là thử thách tiếp theo thôi nào. Thôi rồi, và cửa nó sẽ mở ra và chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng thử thách thứ hai thôi nào. Và thử thách thứ hai tôi chuẩn bị xây có tên là thử thách bắn súng kim cương anh em ơi. Thì tôi trước tiên tôi cần phải xây một cái gọi là cái bia, nó được gọi là cái bia hồng tâm, đó chính là cái mà nhiều người ta dùng để mà ngắm súng vô mấy bạn, để xem thử người ta bắn có chuẩn không á. Được rồi, bây giờ tôi sẽ xây một cái bia ở đây. Xong rồi, thì nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải cầm một khẩu súng kim cương và bắn vô cái tâm này. Trời, nhưng mà nghe có vẻ dễ, nhưng mà không nha. Tôi gà không bao giờ làm một thử thách nào là dễ cả, đúng không anh em? Được rồi, bây giờ tôi sẽ cho anh em thấy thật sự là cái độ khó của cái thử thách thứ hai này là như thế nào. Thì thứ nhất, anh em phải đứng sau cái hàng rào kim cương này, anh em mới có thể bắn vô trong kia được. Chứ nếu mà đứng gần thì bắn quá dễ đúng không? Chúng ta sẽ phải đứng từ đây để mà nhắm vô cái kia bắn. Và độ khó chính là đây nè anh em. Anh em có thấy những cái cục kim cương nó sẽ bay qua bay lại liên tục để mà nó sẽ chặn cái tầm ngắm của chúng ta vô được cái hồng tâm bên kia. Nhưng mà nếu chúng ta bắn vô được cái hồng tâm bên kia thì chúng ta mới có thể qua được tầng thứ ba, mới coi như là vượt qua được thử thách này đó. Được rồi, bây giờ tôi sẽ cầm khẩu súng kim cương ra để bắn cho anh em coi nha. Đây, thì trên tay của tôi đang cầm một khẩu súng kim cương đây anh em ơi, anh em có thấy không? Đó, khẩu súng này sẽ giúp chúng ta bắn được vô cái hồng tâm kia. Bây giờ tôi sẽ bắn thử cho anh em coi nha. Bây giờ tôi bắn này. Ấy cha, đó, nếu mà chúng ta bắn hụt thì nó sẽ dính ở chỗ khác, là nó sẽ dính ở chỗ khác đó. Các bạn thấy giờ thì chúng ta không có vô được tâm thì chúng ta coi như không vượt qua được thử thách này. Thì làm sao để bắn vô được cái tâm ở giữa kia khi mà những cái kim cương này nó sẽ qua lại liên tục? Nếu chỉ cần chúng ta bắn vô cái một cục đó, đó nó sẽ bị cản lại bởi những cục này đó, nó sẽ mất của chúng ta luôn. Bây giờ tôi sẽ bắn thử vô cái tâm mà chúng ta nhắm một cái tâm này. Hay cha, hay cha. Ôi ơi, không dính rồi anh em ơi, nó dính ở dưới rồi. Từ từ lại nha. Hay cha. Wow, suýt nữa là được rồi. Vậy chúng ta phải nhắm cao hơn một chút anh em ạ. Đã piu. Ôi trời ơi, suýt nữa là vô được cái tâm rồi anh em ơi. Khi mà cục này nó không đụng vô cái đỏ nữa coi như chúng ta có thể vượt qua được thử thách này đó. Nhưng mà không có dễ đâu, không có dễ đâu. Xíu nữa tụi nó sẽ phải bắn rất là nhiều lần mới có thể vượt qua được. Nhiều khi là không qua được luôn á. Chúng ta đã xong thử thách thứ hai mà còn chần chờ gì nữa, không đi đến với thử thách thứ ba thôi nào. Đây rồi, chúng ta đang đi đến với thử thách thứ ba đây rồi. Chào mừng các bạn đến với căn phòng cuối cùng, nơi mà tôi sẽ xây dựng thử thách cuối cùng, coi như thử thách khó nhất trong ngày hôm nay. Và tụi nó sẽ phải rất là chật vật để mới có thể vượt qua được thử thách này. Bởi vì vậy các bạn đừng quên chấm điểm thiệt là cao cho tôi. Và các bạn hãy nhìn đây, nhìn cho kỹ vô nha. Và thử thách cuối cùng thì những tụi kia sẽ phải đối diện với một con quái vật vô cùng kinh dị, đó chính là tô gà chấm mẹ đe, nhưng mà phiên bản kim cương nè. Wow, các bạn nhìn đi, trời ơi, nhìn nó đồ. Các bạn so sánh tôi với nó nè. Ngu người. Trời ơi, mày đừng có nghe lén kìa, không nghe chết nha. Đây rồi, các bạn nhìn tôi nhỏ chút xíu thôi, nhưng mà nhìn con tô gà này nó to, cái đầu nó là bằng cái người tôi luôn rồi em ơi. Chỉ cần tụi kia đi tới gần một cái thì cần tô gà kim cương này sẽ đấm cái đùng là tụi kia chết queo luôn. Được rồi, vậy thì tất cả là nhờ vô anh tô gà chấm eda nha. Cảm ơn anh rất là nhiều, hãy đấm những tụi kia giúp tôi. Còn bây giờ tôi sẽ đi đến xây cái tầng thượng. Sau khi mà chúng ta đã vượt qua được hết thử thách của thang máy này, chúng ta sẽ đến tầng cao nhất của cái thang máy và khi đó chúng ta có thể gặp được ông mặt trời rồi. Let's go. Đây rồi, chúng ta đã đến với tầng cao nhất của cái thang máy ngày hôm nay rồi anh em ơi. Đó, tôi đang đi lên đây rồi. Đây rồi, nó tới rồi. Ten. Ôi trời ơi, nó cao quá vậy. Được rồi, dừng lại, được rồi. Đây chính là cái tầng cao nhất của cái thang máy ngầm này. Trời ơi, chỗ này nó cao quá anh em ơi. Wow, nhìn cái nhà tôi mà con không còn thấy rõ luôn, mà trên này nó cao quá mức luôn. Trời ơi, nhìn xuống mà không thấy, toàn sương mù không à. Được rồi, bây giờ tôi sẽ trang cái. Ôi, hình như bên thằng Jack. Thằng Jack cũng đã xây xong cái thang máy rồi kìa anh em. Ồ, nó cũng cao đó, nhưng mà không cao bằng tôi. Ôi, còn có của Huy đâu, xong thấy luôn. Ôi trời ơi, thằng Huy nó thấp chủng luôn à kìa. Trời ơi, đúng là cùi bắp mà, đúng là núp mà, đúng anh em. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trang trí ở cái phần trên này. Cái phần cao nhất của tầng thang máy là cái gì đây? Let's go. Xong rồi nè, bây giờ tôi đã mở rộng xong chỗ này. Bây giờ tôi chỉ việc lắp lại bằng những cái hàng rào kim cương để che lại cái chỗ này để chúng ta khỏi bị té thôi đó. Chúng ta đã có một cái thang máy, một cái tầng rất là cao, cao tới mấy ngàn tầng luôn anh em ạ. Nhưng mà để muốn lên được đây không phải dễ, chúng ta phải vượt qua rất là nhiều thử thách của tôi. Nhưng mà thử thách tôi thì rất là hay, bởi vậy anh em hãy cộng điểm cho tôi nha. Trên này tôi sẽ để một cái kính viễn vọng để chúng ta có thể ngắm nhìn những cái mặt trăng, mặt trời gì đó khi mà chúng ta đứng ở đây. Chúng ta sẽ trang trí thêm chỗ này bằng cách đặt những cái khối đèn này cho nó phát sáng lên. Đây, được rồi, như thế này đây. Đó, xong rồi. Đó, khi mà chúng ta đặt cái cục này trên cái kim cương thì nó sẽ chiếu như một cái ánh đèn sáng lên trên mặt trời luôn anh em ạ. Nhưng mà tôi không thể gọi là làm xây cao mức
mức khơi tới mức mà lên có thể đụng được mặt trời nên mà là vậy là chúng ta không thể hỏi ông mặt trời cho ông Huy Núp là lấy tiền cho gái có đòi được không rồi. Nhưng mà dù sao thì nó đã cũng rất là cao rồi đúng không anh em? Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không đi review từng cái tang máy của mỗi đứa để tìm ra người chiến thắng ngày hôm nay thôi nào. Đi xuống thôi anh em ơi. Sắp xuống tầng 1 rồi anh em có gọi là rất là hào hứng khi mà chuẩn bị được review từ căn phòng không? Được rồi, tới rồi anh em ơi. Tinh tinh cánh cửa mở ra nào. Được rồi. Oh hello anh em đã xong hết chưa? À, xong hết rồi đúng không? Oh, để coi, trời ơi, thang máy của Huy Núp không có cao lắm, thang máy của mình mới cao anh em. Không phải là cao hay không mà quan trọng là chất lượng hay không. Ồ, để xem cái này là của Huy Núp, thang máy của Huy Núp anh em ơi. Các bạn nhìn này, cũng là một cái thang máy bằng đất cột vắt là bằng sắt, của tôi là bằng kim cương anh em ạ. Được rồi. Theo thứ tự đó chính là đất, sắt và kim cương nha anh em. Được rồi. Chúng ta đi vô thang máy của Huy Núp trước thôi nào. Đó, còn sao để mở cái thang máy này lên đây anh em. Rồi, mở ra nè. Wow, thang máy vừa được mở ra rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc đứng vô và chuẩn bị lên tầng đầu tiên thôi nào. Huy Núp đóng cửa thang máy lại. Trời ơi, mày quên đóng cửa kia cái thang này. Được rồi, đi lên tầng đầu tiên thôi. Wow, chúng ta đã đi vô được tầng đầu tiên của thang máy Huy Núp. Ôi trời, nó chạy lên trển luôn vậy. Ồ, vậy là chúng ta phải qua được thử thách này, cái đó mới xuống lại anh em ơi. Được rồi. Bây giờ để mà công bằng, chúng ta sẽ chơi ở chế độ sinh tồn anh em ạ. Thử thách đầu tiên của Jack là gì đây? Ồ, này là thử thách gì đây Huy Núp? Mê cung đất. Ồ, được rồi, đây là mê cung đất anh em. Ôi, có thấy mấy cục đất gì đây? Ôi, ôi, sao có mấy cục đất? Ây da, mấy cục đất nó biết đánh kìa anh em ơi. Ôi trời, 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 ơi, mê cung đất nhưng mà có mấy cái cục đất nó biết đi anh em mà. Ai da, ai da, cứu tôi với, cứu tôi với. Ôi ơi, còn hai máu trời. Ở cái cục đất nó di chuyển kìa. Trời ơi, ghê quá. Ôi, cái đường này đường cục rồi, không phải, không phải. Ôi, coi chừng bị dính mấy cục đất. Ôi, đây có một cục đất giả. Ơi, né ra, né ra. Ôi, rối cuộc là đường ra là đường nào vậy trời. Đường vậy coi. Ôi, không biết cục đất nguy hiểm này, để chạy qua thử. Ai da, ơi, không được, tránh ra, né ra. À, bên này thì sao, bên này sao? Ôi, bên này cũng không phải. Bên này ơi, bên này có một cục đất giả nữa. Trời ơi, rối cuộc đường nào vậy trời. Ơi, hình như ở đây có cái gì nè các bạn ơi. Wow, chỗ này có một cái cục gọi là cục dấu block, dấu của cái rương trong này anh em ơi. Được rồi, mở ra. Ê, chúc mừng đã tìm được cái chìa khóa chìa cạc lên tầng 2. Ôi trời ơi, mà bây giờ chúng ta phải tìm đường về cái chỗ thang máy nữa các bạn ơi, không có dễ đâu. Ôi quay coi. Coi chừng mấy cục đất nó sẽ đánh mình. Ơi, có một cục đất kìa. Mày cút ra. Nè nè, ấy da, nó đánh tôi. Ấy da. Ôi, đây rồi. Được rồi, vô thôi. Let's go. Ôi trời, tôi chết ngoẹo rồi. Ôi, đi thôi lên tầng 2 thôi nào. Ô, thử thách gì đây ơi. Wow. Ủa? Tới nhà của tao rồi. Chi kỳ vậy? À đúng rồi, quên mất là cái nhà của Huy Núp nó thấp chút xíu anh, nên chỉ có một tầng thử thách thôi đây mà. Trời ơi, đúng là nhà bằng đất mà tưởng hay thế nào, hóa ra là chỉ thế này thôi. Ok thì các bạn đừng quên chấm điểm cho cái cầu thang máy của Huy Núp là xem thử bao nhiêu điểm nha. Ủa nhưng mà mục đích của mày lên đây là gặp được ông mặt trời để hỏi mày là mày làm thấp vậy, sao mà hỏi được? Nhìn trên đầu mày kìa. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, nó làm nguyên một cái ông mặt trời ở đây để mà hỏi luôn rồi. Mày sao hỏi mày? Ơi, ông ơi, lấy tiền cho gái coi đòi được không? Mày thằng ngu, mày bớt cu đi Huy Núp mày. Ngu nè mày. Được rồi, thì các bạn đừng quên chấm điểm cho cái thang máy của Huy Núp nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thang máy tiếp theo thôi nào. Và chúng ta sẽ đến với thang máy của Jack VN. Các bạn ơi, đó chính là thang máy bằng sắt. Được rồi, để xem. Trời, nhìn ở ngoài là thấy có vẻ hay hơn của Huy Núp bằng đất rồi á. Trời, được rồi, chúng ta mở cửa thang máy thôi nào. Hay cha. Oh, quá xịn. Được rồi, đi vô thôi, chúng ta lên tầng đầu tiên thôi nào. Let's go. Wow, đây chính là thử thách đầu tiên của Jack VN sao các bạn ơi. Được rồi, đây chính là thang máy của Jack. Được rồi, tôi sẽ chỉnh chế độ sinh tồn chơi cho nó công bằng. Rồi, được rồi. Ủa, cái này sao? Ủa, cái này tôi phải làm gì đây? Đi vô. Ôi trời ơi. Ủa, sao cái lúc đi vô cái là mấy cục sắt này nó biến mất hết trơn vậy? Ôi không, thang máy mày đi trước đi nó. Ôi rồi, xong Huy đi rồi các bạn ơi. Được rồi, vậy là chúng ta phải nhìn thiệt là kỹ, chúng ta phải nhớ cái đường trước khi chúng ta bước vô. Được rồi, ta sẽ đi thẳng lên, quẹo trái. Được rồi, đi vô này. Ôi trời đất ơi, sao tự nhiên tôi bước vô cái tôi chết vậy Jack ơi? Ông có nhấn ship của bao? Đúng rồi, tôi nhấn ship để tôi khỏi té chứ gì. Ừ, cho nên ông chết. Ôi trời ơi các bạn ơi, Jack nó chơi tới mức là khi ta đi vô đây chúng ta không được bấm ship luôn các bạn ơi. Chúng ta phải đi ở thẳng vậy luôn, bấm ship một cái chúng ta sẽ chết. Trời ơi, nguy hiểm quá. Ôi giờ sao quên đường rồi. Chạy về lại rồi. Ôi trời ơi, quên đường rồi. À vậy là ngay khúc này chúng ta phải quẹo phải xong quẹo trái anh em ạ. Được rồi, rồi lại nhà lại. Quẹo trái. Sao ông nhảy qua luôn đi. Quẹo phải. Đâu đó làm gì nữa, tao quẹo trái đúng không ta? Quẹo phải, quẹo trái. Ai biết đường nào, ai biết đường nào. Quẹo phải. Ôi chết rồi, giờ quẹo phải đi thẳng thôi, quên rồi. Ok, quẹo phải anh em ơi. Nhớ rồi. Ok, quẹo phải nè. À đơn giản đúng không ơi? Ơi sao nữa ta? Ơi chắc quẹo phải xong rồi. Quẹo trái đúng không trời? Ui trời ơi. Ôi Huy tao Huy nó chết rồi, giờ đi đường nào nữa Huy? Ôi nó chết rồi. Ok, vậy chúng ta phải quẹo phải. Ủa, có cái đèn dưới đây vậy ta? Ồ, khi
chúng ta đứng vô cái đèn chúng ta có thể được soi sáng những cái đường đi anh em ạ. Ok vậy thì nó sẽ giúp đỡ mình rất là nhiều. Được rồi, chúng ta phải gọi quẹo phải rồi trái, quẹo phải rồi trái. Ok tôi nhớ rồi nha, quẹo phải quẹo trái nè, xong rồi đi thẳng lên nghĩa là chết rồi anh em ạ. Rồi quẹo phải đúng không? Tôi thấy hơi sai sai vậy. Đúng rồi, đường này, đường này, đường này, từ từ thôi anh em ơi. Huy ơi bây giờ mày tới mày soi sáng đường giùm tao cái Huy ơi. Soi sáng này tao không biết được lúc đầu tao soi soi cố lên cố lên soi sáng cố lên. Được rồi đi tới soi sáng Huy. Ồ ok Huy đứng chơi kìa bạn. À chúng ta có thể thấy được rồi. Đúng rồi được rồi, đi vô đi vô đi vô. Yeah qua được rồi anh em ơi. Yeah. Trời ơi quá đơn giản. Ồ Huy không qua được rồi. Bây giờ chúng ta tới tầng thứ hai của Jack VN thôi nào. Let's go. Ồ và chúng ta sắp lên tới tầng tiếp theo của Jack. Ồ tới rồi nè anh ơi. Và đây chính là thử thách tiếp theo của Jack VN. Ủa cái này thử thách gì đây Jack? Flappy Bird hả? Trò chơi này chính là Flappy Bird. Các bạn có từng chơi trò Flappy Bird chưa? Đây chính là cái trò này, tôi sẽ hiện cái màn hình cho anh em xem. Nếu anh em đã chơi rồi thì comment ở dưới cho tôi biết nha, vì trò này từng rất là nổi tiếng vì cái độ gây ức chế của nó. Ủa trò này chơi sao vậy? Ôi làm sao mình được búng lên? Ôi sao mình được búng lên vậy? Trời ơi chết queo luôn rồi. Được rồi tôi hiểu rồi, bây giờ chúng ta phải búng lên. Búng lên. Ôi trời quá trời nhiều gai quá vậy. Trời tôi đang búng lên. Ôi có nhiều lửa hả? Chết tôi rồi. Ấy da lại hồi sinh rồi. Trời ơi trò này khó quá anh em ơi, không phải dễ đâu trời. Hồi nãy là thử thách của Huy là có vẻ dễ nhưng mà quan dắt bằng sắt là mình sẽ thấy khó. Ôi chết tôi chết rồi. Ui trời ơi khó quá. Ủa mày vậy? Ôi bây giờ mình sẽ búng qua bên kia. Ấy cha. Ôi trời ơi. Ai cứu tôi ơi, cứu tôi ơi. Trời ơi khó quá vậy trời. Trời công nhận dắt làm thử thách khó thì các bạn ơi, các bạn có thể cộng điểm cho dắt nha. Ồ búng qua bên trái hả? Ok. Búng nè. Ai da vô lửa cháy. Ôi yeah! Qua được rồi. Trời ơi hết hồn luôn anh em ơi. Công nhận cái thử thách này khó thiệt chứ không phải dễ đâu anh em ạ. Được rồi bây giờ chúng ta lên tầng tiếp theo thôi nào. Chúng ta đã lên được tầng cao nhất của Jack VN rồi các bạn ơi. Thì như các bạn đã thấy hồi nãy Huy nấp là cục đất nên chỉ có một thử thách, nhưng mà qua của Jack là có hẳn hai thử thách, và hai thử thách đó vô cùng khó chứ không phải dễ đâu anh em nha. Bởi vì vậy bạn có thể chấm điểm cho Jack xem thử Jack xây thang máy này có thể được bao nhiêu điểm. Ôi trời xung quanh còn có bạc nữa nè anh em ơi, có bạc sắt nữa. Được rồi bây giờ mới tới tầng thang máy của tôi mới là cao nhất, mới là xịn nhất nè anh em ơi. Let's go. Xin chào mừng các bạn đã đến với thử thách của tôi. Đây chính là thang máy bằng kim cương của tôi. Được rồi mở đây. Thang máy đã được mở và bây giờ chúng ta sẽ bước vô và lên tầng đầu tiên thôi nào. Được rồi nó đang lên rồi đó anh em ơi, và chào mừng anh em đã đến với tầng đầu tiên của thử thách thang máy tôi ra. Thang máy đã được mở cửa rồi đó. Mừng được rồi, bây giờ anh em đi vô đây. Thử thách đầu tiên có tên là bắt cua kim cương, nhưng mà kim cương biết bay, anh em sẽ phải bắt cua làm sao trên những cục kim cương chạy nè. Anh em có thể qua được bên này mà lấy được cái nút cho tôi à? Không phải vậy. Ôi ơi dắt sẽ bị cục lên anh chết à, chết queo luôn. Rồi bây giờ tới lượt Huy nấp coi. Rồi Huy bắt cua có thử coi. Huy thử rồi. Trời ơi có dễ ẹt mà. Ôi ơi đi rồi em ơi, bye bye. Trời ơi tụi này nó chơi dở quá. Mình đã quyết định cho những cái cục kim cương này nó chạy chậm hơn được rồi đó. Bây giờ dễ hơn chưa đừng có rớt nữa nha. Ôi nó chết queo rồi. Ui còn dắt các bạn, dắt quá được rồi kia. Trời ơi còn thằng Huy nấp này các bạn. Ủa Huy nấp này. Ghê. Ở đây coi Huy nấp có thể vượt qua. Wow. Trời ơi Huy nhảy hụt qua kia rồi. Xong luôn, bị zombie cắn chết luôn. Rồi được rồi. Trời ơi các bạn, Huy nó chơi gà quá. Bây giờ cho nó một cơ hội cuối cùng. Nếu mà nó nhảy qua không được nữa thì tôi hả cho nó qua luôn à. Trời ơi. Được rồi tôi cho mày một cơ hội cuối cùng đó Huy nấp nha. Ôi giời. Sắp qua rồi kia. Wow. Huy nấp đã qua được rồi. Vậy bây giờ tới phần khó hơn, đó chính là phần đi hướng về nè. Mới căng nè. Được rồi đi về sao. Dắt đã lấy được cái nút trên tay rồi các bạn. Ôi dắt đang đi về kìa, dắt đang cầm cái nút để đi về kìa. Rồi cố lên. Dắt về được rồi, dắt đã lấy được cái nút thành công rồi. Còn Huy nấp sao? Huy cũng đang đi về trên con đường về của mình. Được rồi đặt nút vô đây đi, sau đó chúng ta sẽ lên tầng tiếp theo thôi nào. Bấm nút đi lên tầng tiếp theo thôi nào anh em ơi. Let's go. Và chúng ta đang lên tầng thứ hai, và là này thử thách này hơi bị khó đó nha anh em. Được rồi thử thách thứ hai có tên là bắn súng kim cương. Rồi bây giờ nhiệm vụ của hai người là phải bắn vô cái tâm bắn hụt hết trơn rồi. Ôi giời, tụi nó bắn bay được không dính cái nào luôn kìa các bạn. Ôi giời, xích được con kia. Phải vô không được dính cái đỏ, mới tính cơ. Ôi giời, không được rồi. Trời ơi mắc gì bắn tao. Ôi giời ơi thằng Huy nó bắn tầm bậy tầm bạ hết trơn kìa các bạn, không dính cái nào hết. Wow, xích được rồi, cố lên. Wow, còn dính một chút xíu thôi nè. Trời ơi, đừng có spam không thấy gì hết trơn. Wow, vô rồi. Tụi nó đã bắn vô được cái tâm rồi các bạn. Bởi vì vậy tụi nó đã có thể qua được thử thách tiếp theo thôi nè. Wow, trời ơi, tụi này bắn hay quá. Quả là hả, tay súng cừ khôi. Bây giờ chúng ta sẽ
được lên tầng tiếp theo coi như thử thách khó nhất, thử thách cuối cùng của ngày hôm nay. Tụi bay sẽ phải đối diện với một con quái vật vô cùng đáng sợ. Hãy chuẩn bị tinh thần đi. Tao đã cho mỗi đứa một cây kim cương, hãy cầm nó trên tay đi và chuẩn bị. Cánh cửa mở ra, tô gà chấm bé đây, kim cương xuất hiện đi. Đây rồi và nó sẽ phải đánh nhau với tụi bay. Nó bắt đầu tấn công tụi nó rồi kìa. Đấm mày này con, tô gà bé đây có là, ôi nó lấy súng nó bắn kìa. Trời ơi, nó dám bắn tô gà của mình bằng chính cây súng kim cương luôn. Trời ơi, mấy ngày ơi, trời ơi, nó đang tấn công thằng Jack các bạn ơi. Được rồi, để coi đứa nào có thể Jack đi rồi các bạn. Đơn giản. Tụi bay tưởng giết được rồi sao không đâu, nó vẫn còn một con phiên bản bự hơn kìa xuất hiện đây, đấm nó đi. Mày nè con, tô gà chấm đe xíu bự sẽ đấm chết những thằng này luôn. Trời ơi, gì vậy? Tụi nó lại chiến thắng một lần nữa rồi anh em ơi. Trời, tụi này kinh nghiệm PvP đỉnh quá à. Trời ơi, cái con kia nó bò đi đâu luôn rồi các bạn ơi. Được rồi, vậy thì được rồi, nó chết rồi, đi lẹ lên không nó hồi sinh. Bây giờ đi vô đây. Được rồi, bây giờ chúng ta lên tầng tiếp theo thôi nào. Let's go. Bye bye. Đây chính là tầng cuối cùng, tầng cao nhất ngày hôm nay. Được rồi, chúc mừng mọi người đã vượt qua được thử thách của tôi. Tên 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 trên này chính là tầng cao nhất của cái thang máy. Được rồi, ta có thể nhìn gọi là nhìn mặt trăng mặt trời ở cái kính thiên văn này nè. Xung quanh còn có những cái đèn phát sáng nữa. Ok thì các bạn thấy cái thử thách của mình như thế nào, cũng như là của Huy Nấp, của Jack, cũng như là thang máy của tụi mình như thế nào, thì đừng quên hãy chấm điểm để lại ý kiến các bạn về những cái thang máy của tụi mình để tìm ra người chiến thắng trong ngày hôm nay nha. Được rồi thì cảm ơn các bạn đã xem video này, và nếu các bạn thấy video này đừng quên để lại cho tụi một like, một subscribe, cũng như là cho mọi người trong xin tốt team nha. Và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye 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 bye.